Tử vi tuổi Thân 2021, công việc thăng tiến, tình duyên thăng hoa. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, đều mang thân phận con người, nhưng tại sao có người thì giàu có, còn có người thì lại rất nghèo khó? Chúng ta làm thế nào để nhận định được đâu là nghèo khổ, đâu là giàu có, hoặc thế nào mới gọi đúng nghĩa của giàu, nghèo? Có người thì nhà cao cửa rộng, xe hơi điều hòa, ăn sung mặc sướng, phúc lộc đầy đủ. Có người thì cả đời bồn ba gian khổ, nhưng những thành quả đạt được trong công việc lại vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể cung cấp được mấy miếng ăn đủ no cho cả nhà. Hoặc tệ hại hơn, có khi chỉ nuôi bản thân cũng không nổi. Nguyên nhân là do đâu? Theo tử vi học, vận mệnh mỗi người sẽ có liên hệ chặt chẽ đến những vòng trường sinh được thay đổi qua mỗi năm, mà bất cứ tuổi nào cũng phải trải qua. Bước vào năm 2021, Thái Tuế độ trợ tuổi Thân vô cùng hòa hợp, dự báo một năm mới tràn đầy cơ hội để đổi đời cho con giáp này. Vậy vận trình tuổi Thân trong năm mới sẽ diễn biến như thế nào? Kính mời quý anh chị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để có thể biết chi tiết về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên của người tuổi Thân trong năm 2021 Tân Sửu. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quan tử vi tuổi Thân năm 2021. Sang năm 2021, người tuổi Thân được Thái Tuế tương sinh lại có thêm chính ấn nâng đỡ, vận trình tổng quan cả năm nhìn chung khá cát lành. Tuy nhiên, so với năm 2020 thì có phần kém sắc hơn. Cục diện tương sinh giúp công việc của người tuổi Thân thêm thuận lợi, dù năm Tân Sửu khối lượng công việc nhiều, ép tiến độ mạnh, áp lực và căng thẳng. Cộng thêm chính ấn giúp lộ trình thăng tiến thêm hanh thông, mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc thay đổi vị trí công tác tốt hơn. Long đức và thiên hỷ cát tinh cũng hỗ trợ nhân duyên tốt, vừa thúc đẩy quan hệ xã giao hữu hảo, mở ra nhiều cơ hội làm quen với người quyền thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên quan lộ. Đồng thời cũng thúc đẩy tình duyên khởi sắc, giả đạo yên ổn hơn trước. Trong năm có kiếp tài, chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tám tiền bạc xuất hiện, bản mệnh cần hết sức thận trọng với các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, nay lại thêm cả tiểu hao hung tinh báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh dễ phải bù lỗ. Vì thế rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức, đồng thời tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Ngoài cần có kế hoạch rõ ràng thì người tuổi Thân cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy hộ thân, kim bài Thái Tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh. Về sự nghiệp, quan vận, nhất về công việc, sự nghiệp năm 2021. Được Thái Tuế tương sinh, chính ấn hỗ trợ, công việc trong năm 2021 của tuổi Thân có nhiều triển vọng mới. Thời điểm thích hợp cho những ai bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí chức vụ mới. Công việc của người tuổi Thân dù ban đầu gặp khá nhiều thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng gặt hái thành quả xứng đáng. Có điều, kiếp tài mang theo dấu hiệu cạnh tranh rất lớn và điểm tiểu nhân quấy phá. Bất kể mưu sự lớn hay nhỏ, tuổi Thân cũng nên thận trọng, suy nghĩ kỹ càng. Nên nhớ, nóng vội chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối, con đường đi tới thành công sẽ càng dài và nhiều chông gai hơn. Đồng thời, tuổi Thân hãy luôn nhắc nhở bản thân mình giảm bớt cái tôi, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đừng hành động đơn độc và bảo thủ, vừa hao tổn nhiều công sức lại khó đạt được mục tiêu như mong muốn. Cho nên người tuổi Thân được các chuyên gia phong thủy khuyên hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam giáp khai vận Thân, Tý, Thìn với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Thân đả thông năng lượng ngưng tụ,
thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang vòng bên mình, con giáp sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, công việc hanh thông, quan hệ công việc dần trở nên tốt đẹp hơn. Thứ hai, về quan vận, lộ trình thăng tiến năm 2021. Tử vi tuổi Thân 2021 cho thấy, trình ấn cát thần và long đức cát tinh mang vận quý nhân, người tuổi Thân sẽ gặp người quyền thế và được hỗ trợ về kinh tế hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu tư, thúc đẩy động lực phấn đấu cùng những tham vọng thành công hơn. Vì thế, quan lộ thêm phần thanh thang. Trong năm 2021, có dấu hiệu thay đổi chức vụ hoặc thăng chức cao hơn. Có điều cần chủ động nắm bắt, do dự sẽ khiến quý gia chủ đánh mất cơ hội. Về tài lộc, tiền bạc. Công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của tuổi Thân ngày được củng cố và ổn định. Có điều, ổn định sẽ khó có sự đột phá. Nếu muốn đạt được điều đó, bản mệnh phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức, thậm chí cả máu và nước mắt. Trong năm 2021, có kiếp tài, chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện. Thương trường như chiến trường, người tuổi Thân cần hết sức thận trọng với các hoạt động về tiền bạc, tài chính. Nếu đầu tư, chỉ nên nhỏ giọt, tránh tình trạng dồn dập, hùn vốn, kẻo bị kẻ tiểu nhân lừa gạt, tiền mất, tật mang, vướng vào kiện tụng, pháp luật. Làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, chính sách thay đổi liên tục, lại thêm cả tiểu hao hung tinh, báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh dễ phải bù lỗ, đầu tư cũng khó sinh lời. Vì thế, bản mệnh rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học trang, đầu tư cho học hành, trang bị những kiến thức mới về kinh doanh, đầu tư, tài chính để không bị kẻ xấu lừa gạt. Và tuổi Thân nên tích lũy dần. Ngoài lập kế hoạch, người tuổi Thân hãy sử dụng pháp khí phong thủy của nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Về tình duyên, gia đạo. Tử vi 2021 tuổi Thân xuất hiện thiên hỷ, chủ hỷ tín, đào hoa, mang tới đời sống tình cảm vô cùng phong phú và thoải mái cho người tuổi Thân. Nhất là những ai còn độc thân, tình duyên khởi sắc, được ấn tình dẫn mai làm mối, sẽ tìm được người ưng ý, đáp ứng tiêu chuẩn đề ra và yên bề gia thất. Có điều, kiếp tài mang theo điềm báo về sự cạnh tranh, tuổi Thân cần chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bất luận là nam hay nữ mạng. Có như vậy mới sớm có được hạnh phúc đích thực. Một số cặp đôi có thể đón tin vui về chuyện sinh con trong năm. Nếu có ý định sinh con năm 2021 từ trước, quý gia chủ có sự chuẩn bị kỹ càng để em bé được chào đời trong điều kiện tốt nhất. Để kích hoạt vận đào hoa, thời phong thủy khuyên người tuổi Thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy tam giác khai vận. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông được năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển đi lên. Đồng thời với những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Về sức khỏe, nhìn chung sức khỏe của người tuổi Thân bình ổn trong năm 2021, ít mắc bệnh tật nghiêm trọng, có đau yếu cũng chỉ qua loa, tốn kém, chút ít tiền bạc. Ấn tinh đại diện cho quý nhân phù trợ, ốm đau, gặp thầy, gặp thuốc, bệnh trạng nhanh lành. Có điều cần chú ý ảnh hưởng của vong thần khiến thần trí rối bời, suy nghĩ tiêu cực, hành động mất kiểm soát như ăn uống quá độ, thức khuya thường xuyên, lười vận động. Tất cả những điều này đều tác động xấu tới sức khỏe. Ngoài ra, hung tinh này còn ám chỉ thế lực ngầm tác động có thể gây ra suy sảo bất ngờ như tai nạn xe cộ, sông nước hoặc bị vật nhọn đâm vào người. Vì thế, phải luôn nhắc nhở bản thân cẩn trọng khi xuất hành. Chính vì vậy, người tuổi Thân hãy sử dụng pháp khí phong thủy, Bát Bảo, Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp bản mệnh xua tan được hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí giống như một tấm bùa phù hộ, bảo vệ người tuổi Thân suốt một năm 2021. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi Thân. Thứ nhất, tử vi Bính Thân, sinh năm 1956, Sơn Hạ Hỏa. Bước sang năm Tân Sửu, người tuổi Bính Thân may mắn có địa chi Sửu Thổ tương sinh, địa chi Thân Kim. Cho nên dự báo trong năm nay, vận trình sẽ khá êm đềm và suôn sẻ.
Trong năm tuổi Bính Thân có thể chịu một vài thiệt thòi vì anh em, bạn bè, nặng thì còn có thể làm sức mẹ tình cảm. Bù lại, gia đạo an vui, con cháu quây quần, giúp tinh thần luôn thoải mái, yêu đời, không có gì phiền muộn. Thứ hai, Tử Vi Mậu Thân, sinh năm 1968, đại trạch thổ. Trong năm Tân Sửu, điềm báo tử vi cho thấy người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nên chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình, dành thời gian nghỉ ngơi, lấy sức đầy đủ, tránh vì lao lực mà làm suy giảm nền tảng thể chất. Hơn nữa, cảm xúc cũng rất dễ rơi vào tình trạng tiêu cực, chán trường, chỉ tiến thủ không mạnh hoặc có cơ hội nhưng không chủ động đón lấy. Tuy nhiên, đào hoa vượng, đường tình duyên khá suôn sẻ và đón nhiều hạnh phúc trong năm. Thứ ba, tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, thạch lựu mộc. Vận trình người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong năm 2021, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bản mệnh nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực, bởi chúng có thể hủy hoại ý chí phấn đấu của bản mệnh. Trong công việc, sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vì không thật sự hăng hái, nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bù lại, đào hoa của con giáp này trong năm 2021 khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, kiếm phong kim. Năm Tân Sửu 2021, Sửu thổ tương sinh với thân kim, rất tốt cho vận trình của con giáp tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Cát khí sẽ đến với con giáp này ở đường công danh, khi quý gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân chiếu cố. Tuy nhiên, thành hay bại vẫn phải dựa vào bạn là chủ yếu. Chỉ cần bản mệnh tích cực và chủ động phấn đấu thì chắc chắn sẽ đạt được những thành tích đáng nể. Hơn nữa, sao thiên hỷ chiếu rọi đào hoa, tình duyên tuổi Nhâm Thân khởi sắc, có thể đón tin vui trong năm. Tử vi tuổi Sắp Thân, sinh năm 2004, tuyền trung thủy. Xem bói tử vi năm 2021, người tuổi Sắp Thân sẽ có nhiều cơ hội được cải thiện tích cực, đạt được điểm số khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải phấn đấu nhiều và không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể bị thụt lùi so với trang lứa. Về tình cảm, vì đang ở độ tuổi mơ mộng nên con giáp này sẽ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ và thầy cô không hài lòng. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 2021 của tuổi Thân. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo thì quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!